Bạn ấy 10 điểm. Nhưng mà điều gì khiến cho bạn ấy còn xuống 0 điểm? Bạn ấy 10 điểm nhưng bạn ấy hôi mồm. Ôi trời ơi. Bạn ấy 10 điểm nhưng bạn ấy hôi mồm. Thật là vãi chưởng. Điều đầu tiên là hôi mồm. Bởi phân đất đầu tiên thì bạn ấy muốn hôn em. Bạn ấy muốn thơm em nhưng mà bạn ấy hôi mồm. Em nách luôn. Lần đầu tiên xong là đã muốn hôn rồi. Nhưng mà em, khi mà bạn ấy tí lại gần thì em cảm thấy cái mùi đấy nó kinh tởm. Nó nồng nàn quá. Nó khó chịu quá. Nó khó chịu quá. Thế là thôi. Thế là thôi luôn. Ok. Sao đó được. Đấy là điều đầu tiên. Là điều thứ hai. Điều hai là phong cách ăn mặc. Phong cách đồn trẻ. What? Tại vì sao nhỉ? Em nhìn cái phong cách đấy nó làm sao? Phong cách đấy nó trẻ trâu, nó không hợp với em. Ôi bạn ơi. Nó trẻ trâu không hợp với em. Còn em sẽ thích cái người mà nhìn trông ăn mặc nó kiểu như thế nào? Một cái style nào đấy. Kể kiểu chúng chàng trưởng thành người lớn ấy hả? Đúng rồi ạ. Nói chung là cũng khá là nhiều người chị gặp ở trên phố, các bạn ấy có phong cách đấy. Người ta gọi là boy phố đúng không mọi người? Đúng. Ok, điều thứ ba là? Điều thứ ba là tính hay khoe. Tính hay khoe. Ôi giời ơi. Kiểu hay thể hiện ấy. Hiểu là anh có cái này, anh có cái kia, anh có kinh tế hoặc là... Vừa bộc phát. Không biết là bạn ấy có như vậy thật không, nhưng mà so với em bạn ấy quá kiểu khoe mẽ, kiểu tự nhiên như thế mình cảm thấy mình là một con người thực dụng ấy. Rồi nhưng mà biết đâu được bạn ấy lại đang nghĩ lực là cái điều đấy để đang gây sự chú ý cũng như là cộng điểm ở em. Nhưng mà ai ngờ thì nó lại là một cái trường hợp bị ngược lại đúng không? Trừ điểm. Biết trừ điểm đúng không? Rồi kể lại ba yếu tố nào, ba điều mà từ 10 điểm thành 0 điểm nào. Khoe mẽ, đôn chề. Khoe mẽ, đôn chề. Hôi mồm. Hôi mồm. Ảo thật. Em tên là Hà My, em sinh năm 2003, em ở Yên Bái. Nhanh thế như máy vậy. Hà My 2003 ở Yên Bái. Dạ. Ok, có người yêu chưa? Em chưa có người yêu. Chào cậu. Hiện tại là chưa có người yêu. Em cần mấy người yêu? Em cần một người yêu thôi. Một thôi à? Chị thấy mọi người hay bảo là gái xinh thì muốn 10 người yêu. Xứng đáng có 10 người yêu. Nhưng mà em không xinh nên chỉ cần một người yêu thôi. Mọi người thấy em này đúng không ạ? Mọi người thấy bạn ấy đúng không? Xinh mà đúng không? Như thế là quá chuẩn rồi. Ok, thế thì chị hy vọng là em sẽ tìm được một đường của mình và không gặp phải những cái bạn mà có ba cái yếu tố như vừa nãy em kể. Hy vọng là thế. Đúng không? Rồi em nha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Bye, chơi đi chơi vui vẻ.